Phương Thúy xin trân trọng giới thiệu tập số 51 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Vợ yêu của Tổng Tài, tác giả Nguyệt Tiểu Tây. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi tiễn phó hàn tranh rời đi, Mộ Vi Lan vô cùng buồn chán. Cô liên lạc với Lục Hy Bảo, nhưng thời gian này Lục Hy Bào đang bận viết luận văn tốt nghiệp. Mộ Vì Lan cũng ngại gọi cô đến nhà chơi. Vào 9 giờ tối mỗi ngày, Phó Hàn Tranh đều sẽ gọi điện thoại cho cô. Nhưng tối nay đã hơn 9 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa có cuộc điện thoại nào gọi đến. Mộ Vì Lan gọi điện cũng không có ai nghe máy. Ông Phó đột nhiên từ trên lầu đi xuống gõ cửa phòng ngủ của Mộ Vi Lan. Vì Lan, con ngủ chưa? Bố, có chuyện gì vậy? Hàn Tranh đi công tác ở nước nào Tây Âu vậy? Hôm qua nói là đang ở Ý. Ông Phó nói, vừa nãy tin tức đưa tin, Ý xảy ra cuộc nổ súng khủng bố. Ý là đất nước thường xuyên không yên bình. Ta có chút lo lắng. Mộ Vi Lan run rẩy, cô lập tức cầm điện thoại và ra khỏi giường. Mộ Vi Lan và ông Phó ngồi trên ghế sofa phòng khách để xem tin tức trên TV, trong lòng lo lắng thấp thỏm. Tin tức nói, Ý đang hỗn loạn, những kẻ khủng bố đã cho nổ tung các tòa nhà của họ. Chĩa súng vào đám đông, Người xem vô cùng kinh hãi. Trong khi xem tin tức, Mộ Vi Lan gọi điện thoại nhiều lần cho Phó Hàn Tranh nhưng đều không gọi được. Ông Phó lo lắng hỏi, thế nào rồi, gọi được chưa? Sắc mặt của Mộ Vi Lan tái nhợt, cô lắc đầu, vẫn chưa. Ông Phó chống gậy và nói, không được, ta lập tức phái người sang Ý tìm Hàn Tranh. Bây giờ mắt của Hàn Tranh không nhìn thấy, nếu xảy ra chuyện gì... Bố, bố đừng lo lắng. Mộ Vi Lan ngoài miệng an ủi ông Phó như vậy, nhưng trong lòng cô cũng đã hỗn loạn và nóng như lửa đốt. Cả đêm nay, cô chằn chọc không ngủ được. Cô nằm trên giường và gọi nhiều cuộc điện thoại cho tử khôn, nhưng đều không gọi được. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô vội vàng nghe máy mà không thèm nhìn ai đi người gọi đến. Hàn tranh! Vì Lan, mình là Hy Bảo. Trái tim kích động của cô lập tức trùng xuống. Hy Bảo sao? Ừ, gần đây mình không liên lạc được với Giang Thanh Việt. Chồng cậu có liên lạc với anh ấy không? Mộ vi lan cau mày Giang Thành Việt vẫn chưa đi ý về sao Chưa Cậu có thể giúp mình hỏi phó Hàn Tranh không Nhưng mà Hàn Tranh cũng đi ý rồi Hơn nữa bây giờ ở ý đang bạo loạn Bọn khủng bố vừa nổi dậy Mình cũng không liên lạc được với Hàn Tranh Lục Hy bảo sừng sốt Ý xảy ra bạo loạn sao Giang Thành Việt chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Mình đang rất lo lắng cho Hàn Tranh Hơn nữa hiện giờ mắt của anh ấy có chút vấn đề nếu thực sự gặp phải đám khủng bố Vậy thì quá nguy hiểm Vì Lan, cậu đừng lo lắng Cậu biết phó Hàn tranh ở thành phố nào của Ý không? Anh ấy chắc là đang ở thành Rome Tôi qua anh ấy gọi video với mình Anh ấy nói rằng hôm sau sẽ đến thành Rome Nhưng mình không chắc Liệu anh ấy có đến đó không? Lục Hy Bảo đưa ra một đề nghị táo bạo Mình viết xong luận văn tốt nghiệp rồi Vì Lan, hay là chúng ta cùng nhau đến thành Rome tìm bọn họ đi bởi vì trước đây mộ vi lan từng học ở pháp nên cô luôn luôn gia hạn visa châu âu hơn nữa thời gian trước lục hy bảo muốn đi du lịch nên cũng đã làm visa châu âu vì vậy hai người bọn họ nhanh chóng mua vé máy bay sớm nhất đến thành rome khi mộ vi lan ra sân bay ông phó kiên quyết không đồng ý bây giờ ở ý loạn như thế con đến rome tìm hàn tranh nếu con xảy ra chuyện gì thì ta làm sao mà giải thích được với hàn tranh đây hơn nữa, bây giờ bụng của con còn có đứa bé, con không đi được. Bố, con nhất định sẽ tự bảo vệ mình tốt, và chẳng phải bố cũng phái người đi cùng với chúng con sao? Vì Lan, con... Bố, con sẽ chăm sóc tốt cho mình và đứa bé, bố yên tâm đi. Còn ở nhà lo lắng, tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Ông phó không nói lại mộ vi lan, đành xua tay, thở dài và để cô đi. Ông nói với những người được cử sang ý, chăm sóc tốt cho con bé, thiếu một sợi tóc nào thì các người đừng quay về gặp tôi. Vâng. Sau khi ngồi lên trên máy bay hơn 10 tiếng, Mộ Vi Lan và Lục Hi Bảo cuối cùng cũng đến Rome. Từ sân bay về khách sạn, có nhiều tòa nhà đổ dọc đường, tín hiệu điện thoại cũng liên tục bị ngắt quãng. Lục Hi Bảo vỗ vai của Mộ Vi Lan và an ủi cô, chắc là bọn họ bị mất tín hiệu nên mới không liên lạc được, đừng lo lắng quá. Dọc đường đi, tâm trạng của mộ vi lan dối bời. Cô nhìn cảnh đường tăm tối, trong lòng cũng ớn lạnh. Khi mộ vi lan và lục hy bào tắm rửa xong và nằm trong phòng khách sạn nghỉ ngơi, hai người nghe thấy bên ngoài có phải tiếng súng. Mộ vi lan không ngủ được, trái tim cô đập dữ dội. Lục hy bào đã ngủ say, nhưng điện thoại của cô lại đổ chuông. Hy bào, hy bào, cậu dậy đi, điện thoại của cậu đổ chuông kìa, hy bào. Để kịp làm luận văn tốt nghiệp, Lục Hi Bảo đã mấy ngày liền không được ngủ ngon, cộng với việc vội vàng bay đến Rome và phải ngồi lâu nên vừa nãy cô ngủ rất say. Cô bị mộ vi lan đánh thức, mơ màng lật người, nhắm mắt và cầm lấy điện thoại. Alo, nhà đầu. Lục Hi Bảo sững sờ hai giây, sau đó kinh ngạc ngồi bật dậy. Giang, Giang Thanh Việt sao? Anh đang ở đâu? Mộ vi lan ở bên cạnh cũng bệnh tay lên nghe. Không chừng Phó Hàn Tranh và Giang Thanh Việt lúc này đang ở cạnh nhau. Tín hiệu điện thoại không tốt, chuyển tới âm thanh chói tai, giọng nói của Giang Thanh Việt đứt quãng, nhưng Lục Hi Bảo có thể nghe ra, giọng nói của anh không được trầm ổn như thường ngày, mà có chút yếu ớt. "Giang Thanh Việt, anh bị làm sao vậy? Em đến Rome rồi, anh có nghe thấy em nói không?" "Giang Thanh Việt, anh có nghe thấy không?" Tín hiệu điện thoại quá kém nên bị ngắt kết nối. Lục Hi Bảo cầm điện thoại, mở WeChat và gửi định vị cho Giang Thanh Việt. Sau đó, cô gọi điện thoại cho anh. Nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời Hoặc có thể là do tín hiệu quá kém Nên không thể gọi được Mộ Vi Lan hỏi Thế nào rồi? Không gọi được Mình không biết Giang Thanh Việt có nghe thấy mình nói gì không? Giang Thanh Việt hình như là bị thương rồi Giang Thanh Việt dựa vào góc tường Một tay ấn chặt vết thương đang chảy máu ở bụng Một tay cảnh giác cầm khẩu súng lục bạc Sau khi điện thoại ngắt kết nối Điện thoại của anh mãi mới sáng lên Và tin từ WeChat Lục Hi Bảo gửi định vị cho anh. Cô ấy hiện tại đang ở Rome. Anh nhíu mày thật chặt. Đột nhiên một họng súng ập vào chán anh. Tên người nước ngoài mắt xanh cầm súng và hét lên: "Fakes, go to God!" Trong màn đêm yên tĩnh, một tiếng súng chói tai vang lên trong khách sạn. Lục Hi Bảo vốn dĩ đang ngủ rất say, nhưng kể từ sau khi nhận được cuộc gọi của Giang Thanh Việt, cô không thể ngủ được nữa. Cô nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Trong bóng tối cô hỏi mộ Vi Lan Vi Lan, cậu nói xem Liệu Giang Diêm Vương có xảy ra chuyện gì rồi không? Chắc không đâu Cậu gọi người ta là Giang Diêm Vương rồi Diêm Vương chắc không dám nhận anh ấy đâu Lục Hi Bảo bị mộ Vi Lan chọc cười Cũng phải Anh ấy giỏi võ như vậy Chắc chắn sẽ đánh được những kẻ khủng bố kia Đúng vậy Không phải cậu kêu mình đừng lo lắng sao Cậu cũng đừng lo lắng nữa Tại quầy lễ tân của khách sạn, một người đàn ông đầy sát khí xài bước vào khách sạn. Nữ lễ tân sợ hãi mà hét lên khi nhìn thấy tay của đối phương dính đầy máu tươi. Người đàn ông ép nữ nhân viên lễ tân vào góc tường, dí súng vào bụng cô, nói tiếng ý lưu loát. Đừng hét lên, tôi sẽ không lại hại cô. Có một cô gái tên Lục Hy Bảo thuê phòng ở đây, đưa tôi qua đó. Người phụ nữ nước ngoài sợ xanh mặt, vội vàng gật đầu. Khi Lục Hy Bảo chuẩn bị ngủ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mộ Vi Lan và Lục Hi Bảo đều cảnh giác. Lục Hi Bảo xuống giường và nói: "Mình đi xem xem thế nào, cẩn thận một chút." Lục Hi Bảo đứng bên trong nói vọng ra: "Ai đó? Là anh, mở cửa đi." Một giọng nam quen thuộc vang lên, làm rung động màng nhĩ và trái tim của cô. Khi Lục Hi Bảo vừa mở cửa ra, người đàn ông đứng trước cửa lập tức ngã vào vai cô. Giang Thành Việt, sắc mặt anh tái nhợt yếu ớt và trực tiếp ngất đi lục Hi bảo nhanh chóng giải thích với nữ nhân viên bằng tiếng anh anh ấy là bạn của tôi không phải là người xấu nữ nhân viên cau mày trong lòng có chút sợ hãi anh ta chĩa súng vào tôi nhắc đến súng lục Hi bảo cũng xứng sở nhưng cô vẫn tìm cớ nói dối anh ấy là thanh niên ưu tú của tổ chức chống khủng bố thế giới vừa rồi chỉ là một sự cố mà thôi bây giờ ở ngoài có nhiều kẻ khủng bố như vậy anh ấy sợ cô sẽ thu hút chúng tới đây mặc dù nữ nhân viên không hiểu nhưng cũng không dám nói gì bây giờ bên ngoài đang náo loạn cũng không thể gọi được cảnh sát cảnh sát đều đi chống đám khủng bố rồi lục hy bảo đóng sầm cửa lại dìu đỡ thân hình cao lớn của giang thanh việt và gọi mộ vi lan vi lan tới đây giúp mình mộ vi lan vội vàng chạy đến khi nhìn thấy giang thanh việt toàn thân đẫm máu cô kinh hãi hy bảo như thế này không được đâu chúng ta phải đưa giang thanh việt đến bệnh viện ngay anh ấy sẽ xảy ra chuyện vì mất máu quá nhiều đây. Nhưng mà nếu anh ấy là thành viên của đám khủng bố thì phải làm sao đây? Chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện. Như vậy chẳng khác nào đưa anh ấy đến miệng cọp. Khóe môi của mộ vi lan co giật. Lúc này cô thật sự không có tâm trạng để cười. Nhưng những điều mà Lục Hi Bảo nói thật sự rất buồn cười. Không phải chứ, Giang Thanh Việt là phần tử khủng bố sao? Trong ấn tượng của mộ vi lan, Giang Thanh Việt luôn luôn khoác trên mình một chiếc áo trắng không tì vết. Hy chất của anh rất sáng ngời. Người như vậy, con nhìn thế nào thì cũng thấy không liên quan gì đến những kẻ khủng bố hung ác kia. Hai người mãi mới đưa được Giang Thanh Việt lên giường, bởi vì sức lực của hai người yếu mà Giang Thanh Việt thì lại rất to xác. Khi hai người đỡ Giang Thanh Việt nằm xuống giường, thân thể của Giang Thanh Việt đập xuống giường, vết thương bị xé rách. Người đàn ông vừa ngất xỉu đau đớn cao mày và thức tỉnh anh không hoàn toàn ngất xỉu vẫn mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại của mộ vi lan và lục hy bảo anh yêu ớt nói anh không phải phần tư khủng bố gì cả lục hy bảo nghe thấy anh nói nhanh chóng chạy tới quỳ xuống bên cạnh giường nhìn sắc mặt tái nhợt của anh và nói vậy bọn em đưa anh đến bệnh viện nhé anh chạy nhiều máu quá ai ngờ giang Thành việt thẳng thường từ chối không được lục hy bảo lo lắng nhưng anh bị trúng đạn nếu không đến bệnh viện có thể sẽ vì mất máu quá nhiều mà giang thành việt nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của lục hy bào đừng sợ không chết được cảm xúc dồn nén của lục hy bào đột nhiên bùng phát không phải anh nói anh đến ý để nghiên cứu học tập sao tại sao anh lại bị trúng đạn chứ rốt cuộc anh đã làm cái quái gì vậy em vừa mới đồng ý là bạn gái của anh nếu anh chết chẳng phải em xui xẻo quá rồi sao lục hy bào hỏi một loạt câu hỏi giang thành việt khẽ mỉm cười nhà đầu ngốc. Bây giờ anh thực sự không có sức lực để trả lời những câu hỏi đó của em. Vết máu trên bụng anh thấm đẫm ga trải giường màu trắng của khách sạn. Hai mắt của Lục Hy Bảo đỏ hoe. Dù là một bác sĩ, cô đã nhìn thấy rất nhiều xác chết, cũng nhìn thấy rất nhiều vết thương, ghê tởm. Nhưng cô vẫn sợ hãi khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi này. Mộ Vi Lan nói, Hy Bảo, chúng ta không thể ở lại đây. Nhân viên vừa nãy có thể sẽ báo cảnh sát. Chúng ta mau đưa bác sĩ Giang rời đi để xử lý vết thương. Lục Hi Bảo lau nước mắt và nhanh chóng đồng ý với mộ vi lan. Họ chuyển đến một khách sạn nhỏ. Giang Thành Việt kêu Lục Hi Bảo giúp anh lấy viên đạn ra. Lục Hi Bảo sợ tới mức hồn bay phách lạc. Cô không có kinh nghiệm thực tế. Trong thời gian thực tập, cô cũng chỉ mới giải phẫu xác chết. Cô thật sự không dám động ra vào người sống. Anh... anh có chắc muốn em giúp anh lấy viên đạn ra không? Em... em chưa từng lấy đạn ra ngoài. Anh sẽ hỗ trợ em. Chỉ cần làm theo lời anh nói, đừng sợ. Anh tin em. Anh can đàm giao mạng sống của mình vào tay cô, nhưng lục khi bảo lại không có lòng tin vào bản thân mình. Giang Thành Việt liệt kê những dụng cụ và loại thuốc cần mua, lục khi bảo ghi hết ra giấy và đưa cho mộ vi lan. Mộ vi lan đi ra ngoài và nhanh chóng mua những thứ cần thiết cho cuộc phẫu thuật. Mộ vi lan đang mang thai, cô không thể nhìn được những cảnh tượng máu me. Nếu hai người cần tôi giúp đỡ hãy gọi tôi một tiếng tôi ngồi bên ngoài canh chừng cho hai người sau khi mộ vi lan ra ngoài lục hy bảo bắt đầu khử trùng các dụng cụ và vết thương của anh lục hy bảo vô cùng sợ hãi cô run rẩy nói nếu vết thương bị nhiễm trùng thì phải làm sao đây cô không muốn giang thanh việt đi gặp diêm vương sớm như vậy giang thanh việt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của cô anh khẽ cười số anh không đen đủi như vậy anh còn cười nữa anh không đau sao Lúc khi bảo lườm anh một cái, người đàn ông này rốt cuộc anh có biết vết thương của mình nặng như thế nào không? Ngay cả khi viên đạn không bắn trúng vào bộ phận quan trọng, nhưng dù sao vẫn là bị trúng đạn, không xử lý đúng cách thực sự sẽ chết người. Anh là bác sĩ, lẽ nào anh không nhận thức được điều này sao? Lúc khi bảo cầm dụng cụ lên, cô không kìm nén được sự run rẩy, nước mắt cô rưng rưng. Em em sư phụ, em không dám Cô phải lo lắng nhiều đến mức nào mới có thể thốt ra được cả hai tiếng sư phụ. Giang Thanh Việt nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Nếu đã gọi anh là sư phụ, em phải tin tưởng anh, nghe lời anh. Có anh ở đây, anh sẽ dạy em. Không có thuốc gây tê, anh thực sự chịu đựng được sao? Nếu anh đau, anh nhất định phải nói cho em biết. Lục Hy Bảo cố gắng chấn tính lại. Chắc chắn là sẽ đau. Lục Hy Bảo không nhớ mình đã kết thúc như thế nào cô làm theo từng chỉ dẫn của giang thanh việt mặc dù trái tim cô đang run rẩy dữ dội nhưng dù gì cô cũng đã học tập chuyên môn rất chắc ở trường cũng từng giành được rất nhiều học bổng nên tất cả các bước cô đều thực hiện rất chính xác giang thanh việt không phải chịu quá nhiều đau đớn chỉ là khi viên đạn được lấy ra toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi lục khi bảo xót xa nhìn anh vội vàng thực hiện nhanh giúp anh băng bó vết thương Giang Thành Việt không bị ngất đi, anh vươn tay xoa đầu cô, nở một nụ cười nhợt nhạt và khích lệ cô. Em làm rất tốt, xem ra thường ngày anh nghiêm khắc với em, đúng là không vô ích. Lục Hy Bảo cắn môi, cô đỡ anh và nằm trên giường rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh không chết là tốt rồi, nếu anh chết dưới ca phẫu thuật, em... em chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Giang Thành Việt mỉm cười, rốt cuộc là em sợ anh chết hay là sợ phải ra tòa đây? Em đều sợ, nếu anh chết em không những không có bạn trai mà còn phải ngồi tù nữa như vậy chẳng phải em quá bi thảm rồi sao hơn nữa nhà em chỉ có một mình em bố mẹ em nhất định sẽ rất đau lòng cũng phải giang thanh việt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nước của cô sắc mặt anh trở nên nghiêm túc và hỏi cô nhà đầu sao em lại đến ý bởi vì em lo lắng cho anh mẫu vi lan thuê thêm một phòng khác bởi vì giang thanh việt bị thương lục hy bảo cần phải chăm sóc cho anh ấy hơn nữa hai người họ là một đôi mộ vi lan ở cùng phòng với họ ít nhiều cũng có phần bất tiện vết thương của giang thanh việt không nguy hiểm nhưng cũng không phải là vết thương nhẹ lục hy bảo trông chừng anh cả đêm không dám chợp mắt giang thanh việt vỗ tay xuống giường nhẹ nhàng nói nhà đầu em lên đây ngủ cùng với anh một lát cô nằm bò bên cạnh giường thế này hai chân chắc chắn sẽ rất tê cứng em ngủ rồi nhớ anh xảy ra chuyện gì em sẽ không biết vết thương của anh khá là nghiêm trọng em không nên ngủ thì hơn nếu em lên giường nằm chắc chắn sẽ ngủ ngay lập tức cô ngồi thế này không thoải mái vì vậy sẽ không ngủ được lúc khi bảo thấy anh cũng mở mắt sắc mặt anh tái nhợt yếu ớt cô lấy tay nhẹ nhàng che mắt anh lại anh mau ngủ một lát đi giang Thành việt giơ tay lên nắm lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay thô giáp của mình anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô và hỏi em thật sự không tò mò vì sao anh lại bị thương sao lục khi bảo cắn môi và lắc đầu dù sao trong lòng em anh là người tốt giang thanh việt bị chọc cười bởi vẻ đáng yêu và ngây thơ của cô anh khẽ mỉm cười chẳng lẽ em nghĩ trong lòng người khác anh là kẻ xấu ghê gớm sao sắc mặt của lục khi bào trở nên nghiêm túc cô nói có thể là anh không phải là chuyện gì tốt đẹp nhưng em biết anh sẽ không làm hại em. Khi cô nói điều này, hàng lông mi dài của cô rù xuống, đôi mắt nhắm nghiền, biểu cảm của cô trông rất ngây ngô và dễ thương. Giang Thanh Việt vòng tay qua cổ cô, kéo đầu cô thấp xuống, cho đến khi khuôn mặt của cô áp sát trước mặt anh. Lục Hy bảo ngây ngô nhìn anh. Anh đau ở đâu sao? Không, vậy anh... Đôi môi mỏng khô rát nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhưng lại rất tình cảm. Theo sự chuyển động của đôi môi anh, tài của Lục Hy Bảo đỏ bừng lên. Đôi môi của anh di chuyển xuống chóp mũi nhỏ nhắn của cô, rất nhột và ngứa. Lục Hy Bảo muốn thò tay đẩy anh ra. Nhưng khi cô vừa định đẩy anh, Giang Thanh Việt ho khan một tiếng. Lục Hy Bảo lo lắng lại gần anh. Anh không sao chứ? Giang Thanh Việt nhân cơ hội kéo cô lên giường. Lục Hy Bảo được anh ôm chặt trong lòng. Giang Thanh Việt, anh mau buông em ra. Em sẽ đụng vào vết thương của anh đấy anh rụi cảm lên tóc cô và thở dài. Bảo, em đừng động đậy. Để anh ôm em như thế này ngủ một lát. Anh thực sự rất mệt. Cái tên mang theo từ bảo thật sự không tốt. Cô không biết ý của anh gọi cô là bảo trong nghĩa bảo bối hay là bảo trong lục hy bảo. Mặc dù chỉ là một từ, mặc dù anh gọi rất thân mật. Lục Hy Bảo lặng lẽ ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt tiểu tụy hốc hác đang nhắm nghiền mắt của anh, Cô đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh và khẽ nói. Vậy em cũng ngủ một lát. Ừ, đồng ý. Bác Thành, biệt thự của nhà họ Phó. Điện thoại cố định ở trong nhà liên tục đổ chuông. Alo, ông Phó là người nghe điện thoại. Bố, Tiểu Lan đâu? Sao con gọi cho cô ấy mãi mà không được? Khi ông Phó nghe thấy giọng của Phó Hàn Tranh, ông vừa vui mừng vừa lo lắng. Hàn Tranh, bây giờ con đang ở đâu? Có an toàn không? Bố, con rất an toàn. Có chuyện gì vậy? Ông phó vỗ chán và thở dài. Không ổn rồi, chúng ta xem tin tức nói ở Ý đang xảy ra bạo loạn. Vì làn lo lắng cho con nên chạy đến Rome tìm con. Bây giờ con đang ở đâu? Có ở Rome không? Sau khi phó hẳn tranh cúp điện thoại, anh nhanh chóng nói với tử khôn. Lập tức đặt máy bay bay đến Rome. Tử khôn sững sờ. Nhưng mà bót, ngày mai chúng ta có hẹn. Sáng sớm hôm sau, khi Giang Thanh Việt tỉnh dậy và nhìn thấy người phụ nữ vẫn đang nằm trong vòng tay mình. Tâm trạng anh tốt hơn anh ôm người phụ nữ nhỏ trong lòng, cúi đầu hôn cô, rất thỏa mãn. Đến cả vết thương đau đớn suốt cả đêm qua, dường như cũng không còn đau nữa. Động tác nhỏ của anh đã đánh thức người phụ nữ trong lòng anh. Lục Hy Bảo ngủ mê man, cô rủi rủi mắt, lầm bầm nói. Anh tình rồi sao? Có đói không? Hơi đói một chút, nhưng mà không vội. Lục Hy Bảo đưa tay cầm lấy điện thoại của mình. Cô bật điện thoại lên. Đã gần 10 giờ rồi. Ánh nắng mặt trời bên ngoài đã lên cao muộn rồi em phải dậy gọi vi lan cùng cô ấy đi lấy đồ ăn sáng Lệ tân nói 10 giờ rưỡi sẽ không phục vụ bữa sáng nữa nói xong cô cố gắng đứng dậy giang thanh việt cũng không ngăn cản cô lục hy bào liếc nhìn vết thương của anh và nói em lấy đồ ăn sáng về sẽ thay thuốc cho anh sau khi mộ vi lan và lục hy bào đến nhà ăn khách sạn lượn một vòng hai người đem đồ ăn sáng trở về giang thanh việt đã đánh răng rửa mặt nhưng bởi vì hành động rửa mặt vừa rồi nên hình như đã động đến vết thương bên ngoài lớp băng gạc xuất hiện những vệt máu đỏ tươi lục hy bảo vội vàng đặt đồ ăn sáng xuống chạy tới đỡ anh anh bảo ngồi xuống đi em thay thuốc và băng bó lại cho anh giang thành việt thấy cô lo lắng cho mình như vậy tâm trạng anh càng tốt hơn anh từ từ ngồi xuống mép giường lục hy bảo quỳ xuống trước mặt anh cẩn thận giúp anh tháo bỏ băng gạc khi nhìn thấy vết thương cô nhíu mày lại anh xem anh đi Chơi cái gì tốt không chơi Lại đi nghịch súng Nghịch súng sẽ mất bạn đấy Lục Hy Bảo vừa xử lý vết thương giúp anh Vừa dùng giọng điệu dọa trẻ con để hù dọa anh Nếu anh chết Em có mang vòng hoa đến cho anh không Lục Hy Bảo đưa tay bịt miệng anh Lườm anh và nói Anh không được phép nói linh tinh Giang Thành Việt mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Đặt lên môi hôn Được Sau đó Lục Hy Bảo mới rút tay về Tiếp tục xử lý vết thương cho anh Nhưng cô nghĩ đến một vấn đề Giang Thành Việt, anh bị thương nặng như vậy, người nhà anh có biết không? Hay là anh làm chuyện gì phạm pháp nên không tiện nói với gia đình? Anh không có gia đình. Lúc khi bảo dưỡng sờ, giọng điệu của anh quá mức bình tĩnh, không giống như đang nói đùa. Khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang nhìn chằm chằm. Anh thực sự không có gia đình sao? Vậy bố mẹ anh cũng không có sao? Bố mẹ anh đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ sao? Ừ, vì công việc. Giang Thành Việt không muốn để cô biết quá sớm về gia thế và lý lịch phức tạp của anh. Anh không chắc liệu có làm cô sợ hay không. Lục Hy Bảo thở dài. Thật là đáng thương. Đáng thương sao? Giang Thành Việt bật cười. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một ai nói anh đáng thương. Một lúc sau, Lục Hy Bảo lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh và nói. Bố mẹ anh vì công việc mà hy sinh, vậy chắc họ là anh hùng phải không? Sau này anh đừng có làm việc gì phạm pháp Nếu không bọn họ ở dưới suối vàng biết được sẽ buồn đấy Giang Thanh Việt cao mày Trông anh giống người làm việc xấu vậy sao Thấy anh không nói gì Lục Hy Bảo lại tiếp tục nói Giang Thanh Việt Nếu anh không hứa với em Em... em sẽ không làm bạn gái của anh nữa Giang Thanh Việt khẽ mỉm cười Anh cười cái gì chứ Đe dọa lớn quá Nụ cười trong mắt anh càng ngày càng sâu đậm hơn Vậy anh có hứa không anh làm sao mà dám không đồng ý với em Bạn gái quan trọng hơn tất cả Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh Khuôn mặt của Lục Hy Bảo nhanh chóng đỏ ửng Cô vội vàng nhìn đi chỗ khác Sau khi ăn sáng xong Mộ Vi Lan gõ cửa phòng bên cạnh Lục Hy Bảo chạy ra mở cửa Vi Lan, cậu ăn sáng chưa? Mộ Vi Lan gật đầu Mình qua đây để hỏi bác sĩ Giang một vài chuyện Giang Thanh Việt nói Chắc là Hàn Tranh không ở Rome đâu Cô đừng lo lắng. Tối hôm qua Giang Thanh Việt bị thương nặng, Mộ Vi Lan ngại không dám hỏi, nhưng trong lòng cô luôn lo lắng. Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Chắc là anh ấy đến Dublin rồi. Mộ Vi Lan cố chấp muốn đến Dublin tìm Phó Hàn Tranh. Lục khi Bảo muốn đi cùng cô, nhưng vì Giang Thanh Việt bị thương nặng nên cô không thể bỏ anh lại một mình. Vì vậy cuối cùng Mộ Vi Lan đến Dublin một mình. Dublin khá yên tĩnh, cô đi một mình chắc cũng không sao. Phó Hàn Tranh vội vàng bay từ Dublin đến Rome trong đêm. Từ khôn gọi điện cho mộ vi lan nhiều lần nhưng đều tắt máy. Bót, điện thoại của bà chủ vẫn đang tắt máy. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Phó Hàn Tranh trước giờ luôn luôn điềm tĩnh, lúc này cũng hoảng loạn dối bời. Rome vừa bị khủng bố tấn công, vẫn còn một số kẻ khủng bố đang hành động nếu cô gặp phải đám khủng bố đó. Liên lạc ngay với Giang Thành Việt. Vâng, tín hiệu điện thoại ở Rome vẫn không tốt lắm. Cuộc gọi bị ngắt liên tục khó khăn lắm từ khôn mới gọi điện được cho Giang Thanh Việt kết quả là Giang Thanh Việt lại nói boss bà chủ đã bay đến Dublin tìm anh mới có mấy tiếng trước cô ấy không sao là tốt rồi khi Mộ Vi Lan đến Dublin đã là buổi tối mùa xuân nhiệt độ ở Dublin không cao nhất là buổi tối thời tiết mát mẻ Mộ Vi Lan không mặc nhiều quần áo vừa xuống máy bay cô cuốn chặt áo len cao cổ trên người nhưng vẫn thấy lạnh hai hàm răng cô va vào nhau run lầy bầy Cô vào trong sành của sân bay và liên tục gọi điện cho phó hàn tranh. Nhưng đối phương luôn luôn trong tình trạng tắt máy. Cô vừa lạnh vừa lo lắng, lo lắng phát khóc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đập lìn không bị tấn công, chạm phát tín hiệu cũng không bị nổ. Tại sao vẫn không gọi điện thoại được? Mộ vì làn đứng một mình đơn độc nơi đất khách quê người. Trong lòng đầy hoang mang và lo sợ. Cô ngồi trong sân bay, gọi điện thoại rất lâu, cho đến khi điện thoại gần hết pin cô mới quyết định đến khách sạn ở tạm một đêm. Sáng sớm mai, cô sẽ tiếp tục liên lạc với Phó Hàn Tranh. Khi cô vừa ra khỏi sân bay, một tên ngoại quốc bám lấy cô và huyết sáo. Một vì làn né tránh, nhưng tên ngoại quốc kia lại dở trò lưu manh để lôi kéo cô. Cô luống cuống, dùng tiếng Trung và tiếng Anh lẫn lộn. Anh tránh xa tôi ra, anh còn như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, anh biến đi. Đối phương kéo cánh tay cô, muốn đẩy cô vào trong xe taxi. Một vi lan hoảng loạn, sợ hãi hét lên cầu cứu người qua đường nhưng những người ngoại quốc xung quanh dường như không có ý định ra tay giúp đỡ người châu á như cô buông tôi ra buông tôi ra mộ vi lan giơ chân đá hắn ta nhưng đối phương quá hung hăng khi hắn ta ép cô lên xe taxi từ khôn vừa cùng phó hàn tranh ra khỏi sân bay và ngay lập tức nhìn thấy mộ vi lan đang bị một người ngoại quốc bắt nạt bót tôi nhìn thấy bà chủ rồi từ khôn chạy tới đá văng tên ngoại quốc ra ấn hắn ta xuống đất và đánh cho hắn ta một trận. Mộ Vi Lan quay đầu lại và nhìn thấy Phó Hàn Tranh. Cô nhanh chóng chạy đến và lao thẳng vào vòng tay của anh. Hàn Tranh! Anh không nhìn thấy cô, nhưng lại có thể ôm cô rất chặt. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô và an ủi cô. Đừng sợ, không sao nữa rồi. Mộ Vi Lan khóc nấc và đáp lại lời anh. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Sao bây giờ anh mới tới? Em gọi điện cho anh mãi mà không gọi được. Tại sao anh lại không nghe điện thoại của em chứ? Anh có biết em lo lắng cho anh nhiều như thế nào không? Cô nói một hồi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô khóc nấc không thành tiếng. Phó Hàn Tranh dùng tay ôm chặt mộ vi lan, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh cúi đầu và hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Tiếng khóc của mộ vi lan ngừng lại, những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt. Cô nắm lấy mảnh áo trên eo của anh. Anh dựa đầu vào chán cô, giọng nói vô cùng dịu dàng, anh sai rồi, được chưa? Mộ Vi Lan khóc nức nở, Phó Hàn Tranh ôm cô vào lòng như đang dỗ dành một đứa trẻ, anh an ủi cô một lúc lâu. Anh cũng muốn nghe điện thoại của em, nhưng lúc đó anh đang ở Rome và ở đó xảy ra cuộc bạo loạn, tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt, là Giang Thanh Việt đã sắp xếp máy bay riêng đưa anh và Từ Khôn rời đi. Mộ Vi Lan nghẹn ngào hỏi, vừa rồi thì sao? Em gọi cho anh lâu như vậy, anh đều không nghe máy. Bà Phó Vừa nãy anh ở trên máy bay, điện thoại tắt máy, không thể nhận được cuộc gọi. Phó hẳn Tranh nhìn cô chằm chằm, đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nói. Anh vừa từ Rome bay tới đây. Mộ vi lan nấc nghẹn. Rome sao? Không phải anh... Một người đi trước, một người đi sau. Khi em đến Dublin tìm anh, anh đã ở Rome rồi. Giang Thanh Việt nói em chạy đến Dublin tìm anh, anh lại tức tốc bay về đây. Bà Phó, chúng ta ở nước ngoài gặp nhau, thật không dễ dàng gì. Hai mắt của Mộ Vi Lan đỏ hoe, cô lại nhào vào lòng của Phó Hàn Tranh, "Em còn tưởng em không gặp được lại anh nữa." Phó Hàn Tranh để mặc cô ôm anh, anh cúi xuống bế cô lên, "Chẳng phải là lại gặp được rồi hay sao?" "Ừ." Mộ Vi Lan vùi mặt vào trong lòng anh. Về đến khách sạn, hai người xuống xe, Phó Hàn Tranh bế cô thẳng đến phòng tổng thống, Mộ Vi Lan chỉ hướng cho anh, "Bên trái, bên trái, nhét thẻ phòng vào." phó hàn tranh bế mộ vi lan cô cầm thẻ phòng và cắm vào khe cắm thẻ đèn trong phòng bật sáng được rồi đi về phía trước bên phải bên phải phó hàn tranh đặt cô lên giường mỉm cười nói bà phó em để một người mù bế em đi đi lại lại có phải là không thích hợp lắm không em sai rồi phó hàn tranh nắm lấy tay cô nửa quỳ trước mặt cô và nói vừa nãy tâm trạng của em không tốt nên có vài lời anh không nói anh vẫn chưa nói xong một vì lan lấy tay bịt miệng anh lại phó hàn tranh anh không được phép dạy dỗ em nếu không phải bây giờ cô đang mang thai và biết phó hàn tranh không dám làm gì cô cô đã không dám làm trái ý anh phó hàn tranh bỏ tay cô ra em biết anh định nói cái gì sao tất nhiên cô biết nhất định là trách mắng em anh làm sao nỡ trách mắng em phó hàn tranh đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh cô bế cô ngồi lên đùi anh em biết Rome bị khủng bố Còn dám chạy đến Rome tìm anh Em không muốn sống nữa hả ừ. Em lo lắng cho anh Lần sau em sẽ không làm thế này nữa Còn dám có lần sau sao Mộ vi lan nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh Cô đột nhiên trở nên nghiêm túc Nếu sau này còn xảy ra tình hình như vậy Em vẫn sẽ liều mạng đi tìm anh Nếu anh xảy ra chuyện Em, tiểu đường đậu Và cả đứa bé trong bụng em biết phải làm sao đây Bây giờ em mới nhớ đến Việc mình đang mang thai sao nhưng chẳng phải em vẫn lành lặn đấy thôi Không thiếu một sợi tóc nào Phó Hàn Tranh lười mắng cô Con nói cô cũng không nghe Sau này anh sẽ giữ chặt cô trong tầm mắt của mình Và chỉ có như vậy mới giải quyết được Anh bế cô lên giường Anh bay qua bay lại Buồn ngủ chết rồi Em ngủ cùng anh một lát Phó Hàn Tranh nhắm mắt lại Mộ vi lan thò tay sờ mái tóc ngắn và cứng của anh Cô nhẹ nhàng nói Chúng ta không nên tắm trước sao Ngủ dậy rồi tắm Mộ Vi Lan xót thương anh, anh chắc chắn là buồn ngủ lắm mới không quan tâm đến vấn đề rạch sẽ Cô lật người dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, tất cả những nỗi lo sợ và căng thẳng đều tan biến mất, cô cảm thấy vô cùng an toàn. Sau một giấc ngủ dài, mí mắt của Mộ Vi Lan nặng chịu. khi tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô chờ mình, sờ đến chỗ phó Hàn tranh ngủ, vẫn còn hơi ấm cơ thể. Khoe môi cô khẽ cong lên. Mấy hôm nay giống như là một giấc mơ, cô lại có thể bay từ Bắc Thành đến Đắp Linh. Nếu theo tính cách nhút nhát trước đây của cô, cô chắc chắn sẽ không làm những chuyện điên rồ như vậy. pho Hàn Tranh bước ra từ trong phòng tắm, mái tóc ngắn ẩm ướt, không nghiêm nghị như mọi khi mà còn có cảm giác giống như một con chó sói nhỏ. mo Vi Lan lại gần ôm cô anh và hôn lên má anh. Nụ hôn chào buổi sáng. Cô hơi đỏ mặt. Coi như vậy đi, quá tẻ nhạt rồi. Nói xong, anh định hung hăng chiếm đoạt đôi môi của cô. Mộ vi lan né tránh. Em, em còn chưa có đánh răng. Bà phó, anh không chê em. Một nụ hôn dài và nóng bỏng. Mộ vi lan thở hồn hển Hai tay nóng bừng. Cô xuống giường và nói. Em, em đi đánh răng rửa mặt. Phó hàn tranh cong môi. Anh biết cô xấu hổ. Anh cầm lấy khăn bông và lau mái tóc ngắn của mình sau khi mộ vi lan vệ sinh cá nhân xong cô nhìn thấy phó hàn tranh đã thay quần áo cô lầm bầm đi làm sớm như vậy sao vẫn còn chưa ăn sáng cùng nhau nghe giọng nói có phần thất vọng của cô phó hàn tranh mỉm cười nói ai nói anh phải đi làm vậy anh ăn mặc lịch sự như vậy đi làm cái gì hôm nay anh không gặp đối tác mau thay quần áo chúng ta đi ra ngoài cả ngày hôm nay đều là của em hai mắt của mộ vi lan sáng ngời thật sao ừ vậy em vào phòng tắm thay đổi ngay đây may là khi cô từ bắc thành tới đây mấy bộ quần áo cô mang theo để mặc thay đổi đều có thể mặc ra ngoài đường khi cô cầm quần áo và chuẩn bị đi vào phòng tắm ánh mắt của phó hàn tranh lóe lên một tia sáng trắng nhanh chóng lóe lên trước mắt anh anh nắm lấy tay cô anh cũng không nhìn thấy em thay ở đây đi hơn nữa khắp người cô có chỗ nào anh chưa từng nhìn thấy chưa từng chạm vào chứ Mộ Vi Lan sững sờ. Cũng phải, bây giờ hai mắt anh đều không nhìn thấy. Cô không cần thiết phải chạy vào phòng tắm để thay quần áo. Nhưng mà ánh mắt sâu thẳm của anh khiến người ta nhìn vào vẫn thực sự ngại ngùng. Mộ Vi Lan đỏ mặt, khẽ ử một tiếng rồi nhanh chóng thay quần áo. Trong vài phút ngắn ngủi, Phó hẳn tranh nhắm mở mắt liên tục. Trước mắt anh dường như có một chút ánh sáng trắng xuất hiện và còn có một bóng người mảnh mai trắng trèo mờ ảo. Thời gian gần đây, Mặc dù anh làm việc bận rộn Nhưng vẫn không ngừng làm điều trị mắt Và cũng uống thuốc liên tục Anh đã không nhìn thấy gì một thời gian rồi Nhưng đây là lần đầu tiên Có ánh sáng trắng xuất hiện như vậy Mộ vi lan thay quần áo rất nhanh Chúng ta đi thôi Phó hàn tranh định thần lại Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng trước Ừ, em nghe nói đồ ăn sáng Ở Island rất ngon Lát nữa chúng ta đi ăn thử đi Mộ vi lan khoác tay phó hàn tranh Đi ra khỏi phòng khi đến nhà hàng, hai người ngồi đối diện với nhau. Phó Hàn Tranh hỏi, trên đĩa có gì thế? Xúc xích, thịt sông khói, bắp đinh đen, bắp đinh trắng, khoai tây, trứng, bánh mì, nho khô. Anh muốn ăn cái gì? Bánh mì đi. Mộ Vì Lan lấy một miếng bánh mì nho khô và đưa đến bên miệng của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh rất tự nhiên há miệng ăn. Mùi vị thế nào? Không tệ. Mộ Vì Lan nhìn miếng bánh mì nho khô, cô thủ thì Vậy em cũng ăn thử. Cô không giống phó hàn tranh, không có bệnh sạch sẽ, đặc biệt là khi hai người đã hôn nhau nhiều lần như vậy. Cô không ngại việc phải ăn chung một chiếc bánh mì với anh. Cô trực tiếp cắn miếng bánh mì mà phó hàn tranh vừa ăn. Cô cắn một miếng xúc xích, mùi vị ngon ngoài sức tưởng tượng. Ừ, xúc xích ai lần này nướng rất ngon. Cô lại cắt một miếng khác và đút vào miệng của phó hàn tranh. Trong suốt quá trình ăn sáng, vợ anh đút cho anh ăn cái gì, bót phó đều ăn cái đó, rất chiều theo ý cô. Sau khi ăn sáng xong, hai người họ đi dạo xung quanh. Vì mắt của Phó Hàn Tranh không nhìn thấy nên Mộ Vi Lan đề nghị mua một chiếc máy ảnh. Dọc đường đi, Mộ Vi Lan loay hoay với chiếc máy ảnh cô vừa mới mua. Không có thời gian nói chuyện với Phó Hàn Tranh. Bà Phó, cả ngày hôm nay anh đều dành cho em. Nhưng bây giờ em lại gạt anh sang một bên. Không hay lắm đâu. Anh không quan trọng bằng máy ảnh của cô hay sao? Mộ Vi Lan tiếp tục loay hoay với chiếc máy ảnh. Cô lầm bầm. Chiếc máy ảnh này hơi phức tạp em chưa quen dùng nó. Chẳng phải vì anh không nhìn thấy nên em mới muốn chụp lại những nơi mà chúng ta đã đi qua. Như vậy sau này thì lực của anh hồi phục, có thể xem ảnh rồi. Phò Hàn Tranh kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên chán cô và nói, đợi sau này anh hồi phục, anh có thể cùng em trở lại đây. Mộ Vì Lan vẫn đang xoay sở với chiếc máy ảnh, cô trả lời anh một cách lơ đễnh. Phò Hàn Tranh khẽ thở dài, anh dường như bị bà phó lãng quên rồi một ngày đi dạo quanh các khu du lịch phó hàn tranh không cảm thấy hứng thú lắm dù sao thì thú vui của anh trước giờ không phải là những thứ này nhưng bộ vi lan lại rất vui vẻ cô nghịch chiếc máy ảnh mới mua anh nghe thấy tiếng cô bấm chụp ảnh liên tục đến buổi trưa hai người dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ hương vị rất chuẩn nhưng ăn không quen lắm buổi chiều mua sắm xong hai chân của bộ vi lan đau nhức cô và phó hàn tranh ngồi nghỉ trên chiếc ghế trong khu mua sắm Movi Lan xem lại những cảnh đẹp được chụp trong máy ảnh của mình, cô rất tự hào. "Hay, chỉ có cảnh đẹp và đồ ăn ngon mới không thể bỏ lỡ. Anh thì sao, anh có thể bị bỏ rơi sao?" Người đàn ông ở bên cạnh đột nhiên hỏi một câu như vậy. vì Lan nhanh chóng nịnh anh, "Tất nhiên không thể bỏ rơi anh được, em cũng đã chụp cho anh rất nhiều ảnh đẹp, chỉ là anh không thể nhìn thấy. Vừa nãy em chụp cho anh một tấm ảnh sau lưng với hoàng hôn đẹp vô cùng." Hôm nay anh dành cả một ngày làm những cái chuyện nhàm chán với em. Em định trả ơn anh như thế nào đây? Thế này còn nhàm chán sao? Anh Phó, ngoài kiếm tiền ra, anh còn có sở thích nào nữa không? Không tính đọc báo cáo tài chính và nghiên cứu. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng đáp lại. Em đấy. Mô Vi Lan đưa hai tay ôm mặt, nở một nụ cười ngọt ngào. Phó Hàn Tranh ghé đầu sát bên tay cô và trêu chọc. So với việc ra ngoài đi chơi cùng em, anh thích ở trên giường chơi cùng với em hơn. Khuôn mặt của Mộ Vi Lan đỏ bừng, Mộ Vi Lan siết chặt nắm đấm và đánh anh vài cái, đáng ghét. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, "Được rồi, đói bụng rồi, đi ăn tối thôi, ăn xong anh đưa em đến một nơi." "Đi đâu thế? Đến nơi em sẽ biết." Bữa tối ăn rất nhanh chóng, khi Phó Hàn Tranh kéo Mộ Vi Lan lên xe, cô rất tò mò và hỏi anh suốt dọc đường, "Rốt cuộc lại đi đâu vậy? Lại còn tỏ ra bí mật không nói cho em biết." Phó Hàn Tranh nói với người lái xe bằng tiếng Anh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ireland. Mộ Vi Lan sững sờ, chúng ta đến Đại sứ quán làm gì? Phó Hàn Tranh còn mồi nói, bí mật. Anh đưa tay vào trong túi và sờ chiếc hộp nhung nhỏ. Có một số việc đã đến lúc phải làm. Khi xe taxi đến chỗ chính phủ Dublin, Mộ Vi Lan vẫn còn bối rối. Phó Hàn Tranh kéo cô xuống xe và đi vào trong Đại sứ quán. Hàn Tranh, chúng ta đến đây để làm gì vậy? Mô Vi Lan hơi sợ hãi. Tự nhiên anh lại kéo cô đến chỗ chính phủ của nước khác để đi dạo sao? Phó Hàn Tranh nói. Anh không nhìn thấy đường vào trong. Em dìu anh vào. Ờ, bên này. Đi, bậc thang. Chậm thôi. Sau khi vào trong, một đồng hương người Trung Quốc làm việc trong chính phủ Dublin chào bọn họ một cách thân thiện. Phó Hàn Tranh lịch sự hỏi. Xin chào, cho tôi hỏi chỗ đăng ký kết hôn ở đâu? Mô Vi Lan sững sờ. Hàn Tranh, không phải chúng ta kết hôn lâu rồi sao? tại sao lại đến ireland để kết hôn một lần nữa chứ phó hàn tranh kéo mộ vi lan đến chỗ đăng ký kết hôn nhân viên thấy họ là người trung quốc liền dùng tiếng anh hỏi tôi có thể giúp gì cho hai người không đăng ký kết hôn mộ vi lan không bình tĩnh được nữa cô mở to mắt nhìn và thì thầm nói hàn tranh tại sao chúng ta phải đăng ký kết hôn một lần nữa chứ điện thoại của nhân viên đột nhiên đồ chuông anh ta trả lời điện thoại đối phương dường như rất có quyền thế anh ta rất cung kính với đối phương. Sau khi trả lời điện thoại, nhân viên vô thức nhìn Phó Hàn Tranh, thái độ trở nên tốt hơn. Hai người muốn nhận giấy đăng ký kết hôn của lần phải không? Phó Hàn Tranh trả lời, "Phải." Mộ Vi Lan cảm thấy khó hiểu hơn, sao tự nhiên lại phải nhận giấy đăng ký kết hôn của người Aiden chứ? Hai người có mang theo giấy tờ liên quan không? Hộ chiếu và visa. Phó Hàn Tranh lấy giấy tờ trong túi ra, Mộ Vi Lan trợn tròn mắt người đàn ông này anh thật sự đem theo hết giấy tờ sao anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước rồi sao nhân viên liếc nhìn tên hai người trên hộ chiếu và mỉm cười hỏi anh phó cô mộ hai người muốn thời gian kết hôn bao lâu màu vi lan ngơ ngác kết hôn còn có thời hạn hay sao nhân viên lại nói nếu thời hạn hôn nhân là một năm phí làm thủ tục sẽ khá cao chọn thời hạn hôn nhân càng lâu thì phí làm thủ tục càng rẻ nếu là một trăm năm chỉ cần 0,6 bảng anh Mộ vi lan nhìn phó hẳn tranh vào hỏi Vậy chúng ta chọn thời hạn bao lâu Phó hẳn tranh nghiêm túc nói 100 năm hàn tranh Thật ra chúng ta không sống được lâu đến như vậy 100 năm sau Nếu hai người họ vẫn còn sống Vậy họ sẽ trở thành những con quái vật già Ánh mắt của phó hàn tranh sâu thẳm Và cực kỳ nghiêm túc Anh đột nhiên đứng dậy Mộ vi lan vẫn chưa nhận thức được anh muốn làm gì Thì anh đã quỳ một chân xuống đất Nắm lấy tay cô và nói Mộ Vi Lan, em có đồng ý kết hôn với Phó Hàn Tranh với thời hạn hôn nhân 100 năm không? Mộ Vi Lan ngây người, cô không ngờ rằng Phó Hàn Tranh sẽ cầu hôn cô ở đây. Phó Hàn Tranh chưa từng cầu hôn cô, khi bọn họ đăng ký kết hôn cũng không có nghi lễ gì đặc biệt, khá là bình thường. Em em không đồng ý sao? Cô chỉ là quá xúc động. Mộ Vi Lan cảm động hai mắt đỏ hoe, cô đưa tay che miệng mình lại. Nhân viên bên cạnh nói bằng tiếng Anh đồng ý với anh ấy đi hai người sẽ hạnh phúc cả đời cô nghẹn ngào nói phó hàn tranh em đồng ý em đồng ý cô làm sao có thể không đồng ý được cơ chứ phó hàn tranh lấy một chiếc hộp nhung từ trong túi ra bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương chỉ là viên kim cương trên chiếc nhẫn kim cương này quá lớn rồi phó hàn tranh đeo nhẫn kim cương cho cô mẫu vi lan vừa khóc vừa cười nói viên kim cương thế này nặng quá anh đã hứa với em 10 carat. Lần đó cô chỉ vô tình nhắc đến, vậy mà anh làm thật sự, đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy, e rằng không một ai có thể không nhìn thấy, thân phận người phụ nữ đã có chồng của cô, chỉ thiếu mỗi việc viết trên mặt cô là người của phó Hàn Tranh nữa mà thôi. Sau khi hai người hoàn thành các thủ tục và rời đi, nhân viên gọi điện thoại lại cho người vừa nãy và nói, anh sang, việc của anh phó và vợ anh phó đã xử lý xong rồi. Mong anh yên tâm Sau khi ra khỏi tòa nhà Mộ Vi Lan nhìn vào tờ giấy đăng ký kết hôn Chính xác mà nói Đó chỉ là một tờ giấy mà thôi Hàn tranh Thời hạn hôn nhân 100 năm này có hiệu lực pháp lý không? Đôi mắt đen của phó Hàn tranh rất sắc sảo. Sao thế? Em còn định ly hôn với anh sao? Mộ Vi Lan rụt cổ lại Khi thế yêu ớt một chút Cô lầm bầm nói Em chỉ tò mò thôi Nhưng mà anh nói xem nếu người dân địa phương họ bốc đồng Hoặc là vì để tiết kiệm tiền Nên mới nhận giấy đăng ký kết hôn Có thời hạn 100 năm Nếu giữa chừng họ muốn ly hôn Thì phải làm sao Phó hẳn tranh nói Em là muốn hỏi Nếu giữa chừng em muốn ly hôn Thì phải làm sao có đúng không Không phải Mộ vi lan ngủy biện Phó hẳn tranh cong môi Ánh mắt toát lên nụ cười Ôm cô và nói Em chỉ cần xé nát Là không có hiệu lực pháp lý nữa Mộ vi lan giật giật khóe miệng coi cô là trẻ con hay sao, sẽ giấy đăng ký kết hôn, phạm pháp, phải không? Hiếm khi em trở nên thông minh đấy, sẽ giấy kết hôn của người Ireland, mức án rất nặng. Một vi làn nhanh chóng gấp tờ giấy đăng ký kết hôn và nhét vào trong túi cất giữ kỹ. Nếu phó hàn tranh nhìn thấy hành động thầy của cô, anh nhất định sẽ cười nhạo cô. Khi đi dạo phố trên đường phố Ireland, một vi cảm thấy nặng tay, cô liền tháo chiếc nhẫn kim cương 10 carat xuống. Cái này quá khoa trương rồi. Em không thích sao? Thích thì có thích, chỉ là trông sang trọng quá mức. Em đeo quen chiếc nhẫn mà anh tặng em trước đây. Không to quá mà cũng không nhỏ quá, vừa xinh. Chiếc nhẫn này để dành cho những dịp quan trọng cần đeo ra ngoài khoe khoang một chút. Phó Hàn Tranh bị cô chọc cười, khoe khoang sao? Đúng vậy, em sẽ khoe chồng em tặng đấy. Xem chồng em yêu thương em nhiều đến mức nào. Tặng nhẫn kim cương chỉ tặng lại hơn 10 carat. Một carat quá nhỏ rồi. Phó Hàn Tranh bật cười trước giọng điệu tự hào kiêu hãnh của cô. Anh cúi xuống hôn lên chán cô. Nếu em thích, 100 carat cũng không thành vấn đề. Đừng đừng đừng, 10 carat đủ khoa trương lắm rồi. 100 carat đó không phải là nhẫn kim cương nữa mà là một tăng đá lớn. Một viên làn cảm thấy nếu cô không ngăn cản Phó Hàn Tranh, anh có thể sẽ đi mua một viên kim cương 100 carat thật sự. Dù sao thì chồng của cô thực sự rất giàu. Bộ vì Lan suy nghĩ về thời hạn hôn nhân 100 năm suốt dọc đường. Khi đi đến một gốc cây anh đào, cô đột nhiên dừng lại hỏi phó hàn tranh. Nếu nhỡ giữa chừng anh ngoại tình hoặc là không yêu em nữa thì phải làm sao? Một cuộc hôn nhân bất hạnh như vậy, thay vì kéo dài thì thà ly hôn sớm là tốt nhất. Phó hàn tranh cúi người hôn lên đôi môi cô và nói Có tờ giấy đăng ký kết hôn này, nếu anh ngoại tình, em có thể kiện anh đi tù. Thật sao? giấy kết hôn của Ireland lợi hại như vậy sao? Nhưng mà nếu thật sự đến lúc ấy, em phải đi đưa cơm tủ cho anh. Anh ngoại tình rồi, em còn phải đi đưa cơm tủ cho anh sao? Đừng có mơ. Một vị lan hậm hực đẩy anh ra, tự mình đi về trước. Phó Hàn Trành đuổi theo sau và nắm lấy tay cô. Bà phó, em đã bị nhốt trong lòng anh rồi. <laughs> đàn ông có tiền thật là hư, và những người đàn ông rất giàu có như anh thì càng hư hơn. Em phải đề phòng anh tránh để cô thư ký ngực to chân dài nào đó quyến rũ anh đi mất. Nhưng mà bây giờ anh mù rồi, anh cũng không thể nhìn thấy vẻ đẹp của đối phương. Tự nhiên em cảm thấy anh mù đối với em mà nói lại là một chuyện tốt. Phó Hàn Tranh ôm chán, có ai lại nguyền rùa chồng mình như thế này không cơ chưa? Em là suy nghĩ cho anh, anh xem nếu anh không cẩn thận ngoại tình, anh sẽ phải ngồi tù. Tự mình lựa chọn, có sao thì cũng phải ngủ cùng suốt đời. Trở về khách sạn, Mộ Vi Lan ngồi một bên và chăm chú nhìn tờ giấy kết hôn của Ireland trong lòng cô ngập tràn ngọt ngào. Khi phó hẳn tranh tắm xong và đi ra khỏi phòng tắm, anh gọi cô mấy tiếng nhưng cô đều không nghe thấy. Mãi đến khi phó hẳn tranh lò dò đi tới, nắm lấy cô, cô mới phản ứng lại, vội vàng cất giấy đăng ký kết hôn đi. Em đang làm gì vậy? Không nghe thấy anh nói sao? Không có gì, anh tắm xong rồi sao? Vậy em cũng đi tắm. Mộ Vi Lan nhanh chóng chuồn đi, Đến tối khi nằm trên giường, Mộ Vi Lan giờ chiếc nhẫn kim cương lớn, cô tò mò hỏi: "Hàn Tranh, viên kim cương lớn như vậy, trị giá bao nhiêu thế? Sao thế, em muốn bán đi sao?" Phó Hàn Tranh nhướng mày, Mộ Vi Lan dựa vào lòng anh và nói: "Tất nhiên là không phải, em chỉ tò mò mà thôi. Viên kim cương lớn như vậy, không bán để trong nhà nhìn cũng chỉ là một viên đá mà thôi. Thế giới của người có tiền các anh, em thật sự không hiểu." Phò Hàn Tranh khẽ mỉm cười, anh cúi đầu hôn lên trán cô và nói: "Em nói câu này không đúng rồi, em rõ ràng là vợ của người có tiền." Mâu Vi Lan bật cười, khóe môi cong lên, ôm cô anh và nói: "Em không phải là kẻ hút máu người độc ác." Phò Hàn Tranh kéo chăn bông lên, ôm lấy cô và nói: "Được, anh làm kẻ hút máu người, em hưởng thụ là được rồi, mau ngủ đi, đừng có nhìn mãi giấy kết hôn và chiếc nhẫn nữa, sau này có đầy thời gian để em xem." Mô Vi Lan bị vạch trần tâm tư nhỏ, sắc mặt cô ửng đỏ. Làm sao mà anh biết thế? Chút tâm tư của em, muốn lừa ai chứ? Người khác lừa em còn hợp lý. Phó Hàn tranh khịt mũi. Mô Vi Lan bím môi. Người khác có thể lừa em, anh thì không được. Cho dù anh lừa em, em cũng không biết. Phó Hàn tranh. Được rồi, bà Phó, đi dạo với em cả một ngày. Ông Phó thực sự rất mệt. Sáng mai anh còn phải đi gặp đối tác. Không thể ở bên cạnh em được ngoan nhé. Mộ Vi Lan khẽ ừ một tiếng. Khi nào chúng ta có thể trở về Bắc Thành vậy? Nếu ngày mai đàm phán thuận lợi, ngày kia chúng ta có thể về rồi. Nhanh như vậy sao? Phò Hẳn Tranh rụi cầm lên trên mái tóc mềm mại của cô và nói. Vốn dĩ đã sắp xếp một loạt hành trình, nhưng bên Ý xảy ra khủng bố. Bây giờ em lại tới đây, đảo lộn mọi kế hoạch của anh, nên anh quyết định tạm thời dừng thị trường bên đây. Mộ Vi Lan cảm thấy có lỗi. Cô lo lắng hỏi, có phải em không nên tới đây không? Anh hôn lên chán cô, an ủi nói. Không, em có thể đến, anh rất vui. Tiểu Lan, anh thực sự rất vui. Cô bất chấp mọi thứ, sẵn sàng sống chết cùng anh. Anh còn muốn gì hơn nữa chứ? Sáng sớm hôm sau, sau khi Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan ăn sáng xong, Phó Hàn Tranh và Từ Khôn đi gặp đối tác. Mộ Vi Lan ở trong khách sạn một mình, không có việc gì làm. Phó Hàn Tranh cũng không để cô đi ra ngoài. Sợ cô sẽ gặp lại đám ngoại quốc lưu manh Cô đành phải ở trong phòng lướt web Khi cô đang lướt Weibo Cô nhìn thấy một tài khoản tiết lộ chiếc vương miện trên đầu công chúa của quốc gia nào đó trị giá bao nhiêu. Mộ Vi Lan chợt nhớ đến viên kim cương 10 carat mà Phó Hàm Tranh tặng cho cô ngày hôm qua. Cô cầm chiếc nhẫn lên và chụp ảnh. Sau đó vào một diễn đàn mà cô thường hay xem, dùng một tài khoản giả và đăng bài. Chồng của bạn tôi rất giàu, Gần đây chồng của bạn tôi tặng cho cô ấy một chiếc nhẫn kim cương lớn. Cô ấy tò mò muốn biết chỉ giá bao nhiêu tiền, nhưng chồng cô ấy không chịu nói. Có ai biết chiếc nhẫn kim cương này đáng giá bao nhiêu không? Có lẽ là bài đăng quá nổi bật nên ngay sau đó cư dân mạng đã vào trả lời liên tục. lạy chúa, viên kim cương này to quá, chắc phải 10 carat. Đeo ra ngoài không sợ bị cướp sao? Ai cần mặt đen dấu chấm hỏi. Cái này ít nhất cũng phải vài trăm vạn. Hơn nữa, nhìn độ bóng của viên kim cương trong bức ảnh không giống như kim cương hàng thấp. Nếu mua ở quầy chính hãng, mức giá chắc phải đến 7 con số. Chủ bót, tôi rất muốn trở thành bạn của cô, chồng bạn của cô giàu có rồi. Thật là ghen tị quá đi, đây là ông chồng thần tiên gì vậy? Một vị làn đọc bình luận, cô rất vui, cư dân mạng thật là hài hước. Cô tiếp tục kéo xuống đọc bình luận. Nhìn thấy dòng bình luận phía bên dưới nói, chết tiệt, không phải chứ, Mấy ngày trước tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn này trên một tạp chí thời trang. Nếu chiếc nhẫn này là thật, vậy thì chiếc nhẫn này là vật được bán đấu giá. Trên tạp chí nói nó đáng giá hàng chục tỷ. Không phải chứ, có tiền như vậy còn đang lên diễn đàn này sao? Bây giờ tôi thực sự nghi ngờ chiếc nhẫn của chủ pot là giả. Chắc không phải chỉ là thủy tinh đấy chứ. Mô Vì Lan giật giật khóe miệng. Với sự giàu có của Phó Hàn Tranh, anh cần phải tặng nhẫn thủy tinh sao? nhưng mà nói chiếc nhẫn kim cương này đáng giá hàng chục tỷ thì cũng hơi quá rồi cô không xem diễn đàn đó nữa mà âm thầm đăng tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn ireland lên wechat chẳng mấy chốc đã có người bình luận bài đăng của cô lục hy bảo thả tim bài đăng trước sau đó bình luận wow chạy đến ireland để nhận giấy kết hôn ngưỡng mộ ngay sau đó giang thanh việt trả lời dòng bình luận của lục hy bảo em ngưỡng mộ cái gì nếu em muốn chúng ta cũng có thể làm điều đó bất cứ lúc nào này này này, có phải hai người quên mất đây là bài đăng của ai rồi hay không? Còn dám ân ái trong bài đăng của cô nữa chứ? Cô trả lời bình luận của Lục Hy bảo Ân ái thân mật trong bài đăng của mình phải thu phí đấy nhé. Sau đó một loạt người vào thả tim bài đăng của cô. Mộ Vi Lan không xem nữa, cô lại mở sang Weibo. Mộ Vi Lan rảnh rỗi nhàm chán, cô lướt xem Weibo của Phó Hàn Anh. Weibo của anh vừa nhìn đã biết là một người đàn ông khô khan tên Weibo của anh là Phó Hàn Tranh. Trên Weibo cũng chỉ có hai dòng trạng thái, đều là chia sẻ những tin tức của tập đoàn Phó Thị, không chừng đều là do từ khôn quản lý tài khoản này. Chỉ có duy nhất một bài Weibo về cuộc sống, đó chính là tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn của hai người. Bài Weibo này có hơn 20.000 lượt bình luận. Nếu là một ngôi sao nổi tiếng, 20.000 lượt bình luận này quả thật không nhiều, nhưng với một người ngoài ngành giải trí như Phó Hàn Tranh, đây là một con số khá là khủng khiếp. Nếu một ngày nào đó, anh phá sản, anh gia nhập giới giải trí, chắc cũng có thể rất nổi tiếng. Màu Vì Lan tiện tay nhấn yêu thích bài Weibo đó. Nhưng không ngờ đến, buổi chiều đã bị mọi người nhận ra, cư dân mạng tìm ra được tài khoản Weibo của cô. Wow wow wow, tên Weibo của bà Phó là mộ mộ của nhà tiểu đường đậu trời đất ơi tiểu đường đậu chắc không phải là con gái của hai người đấy chứ khoe mồi của bộ vi lan giật giật tại sao cư dân mạng bây giờ lại thông minh như thế chứ giống như là thám tử vậy trước đây cô không hay dùng weber trên weber đều là số tài khoản hệ thống tự đặt chỉ là một tài khoản chết sau đó cô mới bắt đầu dùng nhiều lúc đó cô đã biết tiểu đường đậu là con gái của cô nên đổi tên weber thành mộ mộ của nhà tiểu đường đậu trời ạ à, tôi vừa xem người theo dõi của bót ngoài theo dõi các công ty thì chính là theo dõi vợ của bót thậm chí còn không theo dõi ngôi sao nữ ông chồng thần tiên hãy ban cho tôi một người như thế đi xin vợ chồng vi trâm này hãy đăng nhiều cuộc sống đời thường đi hãy cho tôi ăn cầu lương đi comment phía trên thật lợi hại vợ chồng vi trâm nghe khá là thuận miệng cầu xin vợ chồng vi trâm hãy tham gia chương trình về vợ chồng đi nhan sắc đẹp như vậy, lên chương trình chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Một vì làn ở trong phòng quá chán, cô ngồi trên ghế ăn táo một lúc, sau đó cầm điện thoại lên mạng để tìm kiếm về lịch sử đẹp đẽ của thời hạn hôn nhân 100 năm ở Ireland. Kết quả là, thông tin trên mạng hiển thị, Ireland đã xóa bỏ hệ thống này từ năm 1996, không hề tồn tại thời hạn hôn nhân 100 năm nào cả. Và cũng không tồn tại chuyện kết hôn ở Ireland sẽ không được phép ly hôn. Mộ Vi Lan càng tò mò hơn, nhưng sau khi xem đi xem lại, hầu hết mọi người đều nói đó chỉ là tin đồn. Cô đang băn khoăn, không hiểu thì phó hẳn tranh từ bên ngoài trở về. Tiểu Lan, mở cửa. Mộ Vi Lan đặt điện thoại xuống, chạy ra mở cửa cho anh. Vừa mở cửa, cô nhìn thấy phó hẳn Tranh đang cầm một hộp đồ ăn trên tay. Mộ Vi Lan tò mò cúi xuống nhìn. Anh mua cái gì thế? Qua lớp hộp đóng gói, cô có thể ngửi thấy mùi thơm. Phó hẳn tranh ôm cô vào trong. Cá dưa chua. Một vị làn phấn khích. Cá dưa chua? Anh mua ở đâu thế? Đắp cũng có chỗ bán cá dưa chua sao? Đêm qua cô không ngủ được. Cứ lầm bầm về món cá dưa chua. Chắc là bởi vì mang thai. Nên gần đây cô rất thích ăn mấy cái đồ chua và cay. Khẩu vị của cô rất nặng. Nhưng Ireland không giống như trong nước. Không có nhiều đồ ăn vặt ngon. Có thèm chảy nước rãi. Cũng đành phải chịu đựng. Phó Hàn Tranh đưa cá dưa chua cho Mộ Vi Lan. Mộ Vi Lan đặt lên bàn mở hộp đồ ăn, một mùi hương nồng nàn tỏa ra khắp phòng. Thơm quá, em muốn ăn cái này ngay. Phó Hàn Tranh cũng ngồi xuống với cô. Bản đồ điện thoại tìm rất lâu mới có thể tìm thấy. Anh và Từ Khôn chạy tới mấy con phố người Hoa. Mộ Vi Lan cầm đũa, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, hai mắt hơi ửng đỏ. Anh chỉ nói có một câu đơn giản, nhưng lại đánh trúng đến trái tim của cô. Mắt anh không thể nhìn thấy Nhưng vẫn chạy tới nhiều con phố Chỉ để mua cho cô một bát cá dưa chua sao Màu vì lằn cắn miếng dưa chua Rõ ràng là rất chua Nhưng cô lại cảm thấy có chút ngọt ngào Phó Hàn tranh hỏi Mùi vị thế nào Không biết có chuẩn vị không Thực ra món cá dưa chua này Mùi vị rất bình thường Kém xa so với một số quán ăn ven đường ở Bắc Thành Nhưng cô lại nhớ mày nói Đây là món cá dưa chua ngon nhất Mà em từng ăn Phó Hàn Tranh khẽ mỉm cười, xoa đầu cô, anh chỉnh lại cà vạt trên cổ áo, càng người thoải mái hơn nhiều. Mộ Vi Lan vừa ăn vừa hỏi, "Anh ăn không?" "Anh không thích ăn thứ này, em ăn đi." Mộ Vi Lan cũng không ép buộc anh, Phó Hàn Tranh đều không có hứng thú với những thứ như cá dưa chua và lẩu. "À đúng rồi, hôm nay anh đàm phán với đối tác thế nào rồi?" "Khá thuận lợi, anh kêu Từ Khôn đặt vé máy bay, ngày mai trở về Bắc Thành rồi." "Vậy thì tốt rồi, cũng không biết Bác sĩ Giang và Hy Bào đã về chưa? Phó Hàn Tranh nói, về rồi, hôm nay Giang Thanh Việt gọi điện cho anh rồi. Mộ Vi Lan gật đầu, cô lướt nhìn điện thoại, nhớ đến chuyện trên mạng, cô nói, à, cư dân mạng đã tìm ra được tài khoản Weibo của em rồi. Phó Hàn Tranh khẽ cau mày, có công kích em không? Mộ Vi Lan thấy anh như vậy, cô đột nhiên muốn đùa giỡn với anh. Ừ, công kích rồi, còn công kích rất ác liệt, nói em không xinh đẹp, không xứng với anh, rồi còn nói anh đẹp trai như vậy mà lại bị em lừa đi mất tóm lại là nói rất nhiều lời khó nghe khi nào về anh sẽ kêu từ khôn hách tất cả các tài khoản đã nói xấu em nhiều tài khoản như vậy anh hách được hết không phó hàn tranh hơi nhướng mày phòng công nghệ it của tập đoàn phó thị không phải là để làm cành ồ phải rồi sao cô có thể quên chồng cô chính là người đứng đầu trong lĩnh vực này việc hách tài khoản đối với anh là một chuyện quá tầm thường Mộ Vi Lan thấy anh lo lắng như vậy, cô nhào mắt, cười danh mãnh nói. Ông xã, phó hàn tranh nhíu mày nhiều hơn, anh đưa tay sờ chán cô. Trong cá dưa chua có thuốc hay sao? Mộ Vi Lan ngơ ngẩn hỏi. Em làm sao? Tự dưng lại gọi anh ông xã, có chuyện chẳng lành. Vừa nãy em lừa anh đấy, cư dân mạng không công kích em. Phó hàn tranh cong môi nói. Ấu chỉ. Mộ Vi Lan chu môi nói. Thường ngày anh cũng hay lừa em đấy thôi, anh cũng ấu chỉ. Phó hẳn tranh nhướng mày. Được, anh ấu chỉ. Vợ anh nói thế nào thì anh là thế ấy. một viên làn nhanh chóng ăn hết bát cá dưa chùa. Cô no căng bụng, khoanh chân ngồi trên ghế và xoa xoa chiếc bụng của mình. Còn có, phần thịt ở eo đang dần dần vỉnh ra. Dạo gần đây dường như cô đã béo hơn một chút. Trước đây cô không ăn quá nhiều cơm. Nhưng gần đây không biết có phải là do vì cô mang thai nên cô luôn luôn muốn ăn cơm nếu cô tiếp tục ăn nhiều như thế này liệu cô có trở thành một người phụ nữ mập ú không thể chất của cô không giống với hy bảo thể chất của hy bảo ăn kiểu gì cũng không thể béo lên được còn cô là người có thể chất bình thường ăn ít thì sẽ gầy và ăn nhiều thì cũng sẽ béo một vi làn nghiêng đầu dựa vào lòng phó hàn tranh anh nói xem em mang thai liệu có bị anh chăm cho mập ú không phó hàn tranh nhíu mày mập ú thì làm sao mập thì không sinh nữa Em không phải kiều người mập mà vẫn sinh. Anh bế cô lên đùi anh ngồi thờ dài một tiếng, anh vẫn có thể bế được em, không phải là mập. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của thai kỳ, nếu em tiếp tục tăng cân, có thể sẽ lên đến 70 cân đấy. Mang thai béo một chút cũng không ảnh hưởng gì. Nếu em không thích béo, sinh con xong em có thể tập thể dục để giảm cân. Một vì làn thở dài, đây chính là tư duy khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Một khi béo sẽ rất khó để giảm cân. Phải mất một thời gian rất lâu mới có thể trở lại như cũ. Hơn nữa, cô cũng không thích tập thể dục. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Em không muốn béo, cũng không thể ăn ít đi. Vậy thì phải làm sao đây? Em béo lên, anh có chê em không? Anh cũng không nhìn thấy. Một vì lan lườm anh. Anh trả lời vào trọng tâm câu hỏi của em đi. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên tay cô và nói. Béo một chút, tay sờ sẽ sướng hơn. Anh thích cảm giác mềm mại. Vừa dứt lời, bàn tay to lớn của anh đã luồn vào trong áo cô. Mậu vì làn không nói nên lời. Hình như có béo hơn một chút. Mậu vì làn ngồi trên đùi anh một lúc, pho hàn tranh trêu chọc cô. Đúng là nặng hơn nhiều, chân anh tê hết cả rồi. Mậu vì làn cáu kỉnh. Em mới có 50 cân, làm gì mà nặng đến thế chứ? Cô cao 1m65. Trước khi mang thai, cô nặng 45 cân. Thân hình rất chuẩn và mảnh mai không quá gầy mà rất cân đối. Chỗ cần nhô ra thì sẽ nhô ra, chỗ cần gầy thì sẽ gầy, vóc dáng rất đẹp. Cô cũng chỉ mới tăng thêm có 5 cân. Người đàn ông này vừa nãy còn nói không chê cô, bây giờ lại bắt đầu chê cô rồi. Không nặng, béo lên 60 cân, anh vẫn có thể bế được. Nói xong, phó hàn tranh bế cô lên bên giường. Một vi lan vươn tay, gõ lên vai anh và hỏi. À, em có chuyện muốn hỏi anh. Nói đi em tìm thấy rất nhiều thông tin về kết hôn ở Ireland. Mọi thông tin đều nói rằng không có thời hạn hôn nhân 100 năm nào đó ở Ireland cả. Nhưng chúng ta lại có, vì sao vậy chứ? Những thông tin trên mạng đều không đáng tin cậy, em không cần phải quan tâm. Phó Hàn tranh ra vẻ rất nghiêm túc, một vì Lan cảm thấy có gì đó rất lạ. Không phải sao, nhưng rất nhiều trang web chính thống đều nói đó chỉ là tin đồn. Ireland đã xóa bỏ chế độ hôn nhân này từ năm 1996 rồi. Phó Hàn Tranh bế cô lên giường, anh cúi người hôn lên đôi môi cô, khiến Mộ Vi Lan ngẩn ngơ. Trên mạng nói gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã có được giấy đăng ký kết hôn có thời hạn 100 năm. Mặc dù Mộ Vi Lan cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô vẫn tin tưởng Phó Hàn Tranh. Thật sao? Nhưng trang web chính thống đã nói đó chỉ là tin đồn. Thật, lừa em, anh sẽ là chó con. Được rồi. Sau khi tắm xong, hai người nằm trên giường ngủ. Một vì làn nằm trong lòng phó hàn tranh và thù thì Ông xã Bọn họ nói rất ngưỡng mộ em Bọn họ sao Phó hàn tranh cao mày Ừ cư dân mạng Bọn họ còn đoán rằng con gái của chúng ta tên là tiểu đường đậu Phó hàn tranh mỉm cười Xoa xoa mái tóc của cô và nói Tên quầy bờ của em rõ ràng như vậy Ai cũng đoán ra được hết Cư dân mạng còn kêu chúng ta phát cầu lương nhiều thêm một chút, bọn họ muốn ăn cầu lương. Anh biết rồi, bà phó, khi nào dành sẽ đi phát cầu lương. Giọng điệu của anh rất cưng chiều, Mộ Vi Lan nhìn anh mỉm cười ngọt ngào và ghé ừ một tiếng. Bọn họ còn đề nghị chúng ta đi tham gia chương trình thực tế dành cho các cặp vợ chồng. Phó Hàn tranh kẽ nhíu mày. Anh không thích công khai đời sống riêng tư trước mặt công chúng. Ừ, em biết anh không thích, em chỉ nói vậy thôi. Mau ngủ đi, sáng mai chúng ta phải bay về Bắc Thành. Ngủ ngon, chồng yêu. Ngày hôm sau, sau hơn 10 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng đến Bắc Thành. Mộ Vi Lan không còn sức lực, cô dựa vào lòng phó Hàn Tranh, ngủ một lúc lâu cho tới khi về đến nhà mới tỉnh lại. Khi ở sân bay, cô mua sô cô la và đồ chơi cho Tiểu Đường Đậu và Tiểu Hàm. Mộ Vi Lan chia sô cô la và đồ chơi cho hai đứa trẻ. Có thích không? Tiểu Đường Đậu ôm chặt Mộ Vi Lan và nói, "Chỉ cần là mộ mộ tặng cho Đường Đậu, Đường Đậu đều thích." Mộ Vi Lan mỉm cười dịu dàng hôn lên má cô bé. Tiểu hàm cầm sô-cô-la và người sắt biến hình cảm ơn mộ vi lan. Cảm ơn thím. Không có gì. Mộ vi lan xoa đầu của tiểu hàm. Đúng lúc này, hướng nam tây từ trong phòng đi ra, sắc mặt lạnh lùng. Tiểu hàm, lại đây. Tiểu hàm ôm món quà chạy đến, nhưng hướng nam tây lại lấy món quà mà mộ vi lan tặng cho tiểu hàm và nói. Ăn nhiều sô-cô-la không tốt, còn nữa chơi đồ chơi nhiều sẽ mê muội ngớ ngẩn. Tiểu hàm cắn môi, có chút ủy thân nhưng không dám lên tiếng. Mộ Vi Lan không nhìn được liền nói: "Chị dâu, thằng bé còn nhỏ như vậy, thỉnh thoảng chơi đồ chơi cũng không sao, ăn một chút sô-cô-la cũng không sao, và không phải ngày nào cũng ăn. Hướng Nam Tây không hề nể mặt. Con của tôi, tôi tự biết quản, không cần lòng tốt giả tạo của cô." Tiểu Đường Đậu đứng bên cạnh mở hộp sô-cô-la, lấy hai viên rồi nhét vào miệng, răng của cô bé dính đầy sô-cô-la khi cười trông rất đáng yêu. Tiểu đường đậu cao mày nói với hướng nam tây Thím, sô-cô-la mộ mộ mua ngon lắm Để anh ăn một miếng đi Tiểu đường đậu lấy một viên sô-cô-la đưa cho tiểu hàm Và chớp chớp mắt nhìn tiểu hàm Tiểu hàm nhìn chằm chằm vào viên sô-cô-la Nốt nước bọt và rất muốn ăn Kết quả là hướng nam tây lại kéo tiểu hàm lạnh lùng nói Còn là con trường của nhà họ phó Sao có thể tùy tiện như vậy Tiểu đường đậu bĩu môi Ngước mặt hỏi Tại sao con trưởng không thể ăn sô-cô-la chứ? Con trưởng là cái gì vậy? Hướng Nam Tây sững sờ trước câu hỏi của tiểu đường đậu. Một vì Lan suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Tiểu đường đậu vẫn cao mày ngây ngô nói. Anh, anh mau ăn đi, sợ cô là sắp chảy ra rồi, sẽ không ngon nữa. Tiểu đường đậu không hề sợ hướng Nam Tây, cô bé giơ tay ra mãi. Tiểu hàm do dự muốn cầm lấy, nhưng hướng Nam Tây lại quát lên. Phó trạch hàm! Đúng lúc đó, phó hẳn tranh từ trên lầu đi xuống. Sao lại hung dữ với thằng bé như thế chứ? hướng nam tây tối sầm mặt lại không nói nên lời tiểu đường đậu bĩu môi nói bố tại sao con trường lại không được ăn sô cô la phó hàn tranh cười nói con trường không được ăn sô cô la sao ai nói thế chứ thím nói đó thím nói anh là con trường không được ăn sô cô la phó hàn tranh xoa đầu của tiểu đường đậu con trường tất nhiên là có thể ăn sô cô la rồi không chỉ con trường có thể ăn mà tất cả mọi người đều có thể ăn tiểu đường đậu lại giơ tay đưa cho tiểu hàm anh bố nói anh có thể ăn sô cô la phó trạch hàm ngước nhìn hướng nam tây mặc dù sắc mặt của hướng nam tây rất tệ nhưng không dám nói gì nhiều phó trạch hàm nhận lấy viên sô cô la và bỏ vào trong miệng tiểu đường đậu mỉm cười hỏi anh sô cô la mộ mộ mua có phải rất ngon không ngon lắm tiểu hàm cũng mỉm cười tiểu đường đậu kéo tiểu hàm sang một bên hai đứa trẻ vừa chơi vừa ăn sô cô la anh răng của em đen hết rồi răng của anh cũng đen hết rồi Đến tối, Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan chuẩn bị đi ngủ. Mộ Vi Lan nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Em thấy chị dâu không phải là không cho Tiểu Hàm ăn sô-cô-la, mà là không thích em. Không muốn để Tiểu Hàm nhận quà của em mà thôi. Nhưng chị ta không thích em cũng chẳng sao. Chị ta đối xử với Tiểu Hàm như vậy. Tiểu Hàm sống nội tâm hơn Tiểu Đường Đậu rất nhiều. Sống quá nội tâm, không phải là điều tốt. Phó Hàn Tranh khẽ nói, Cô ta cũng không phải ngày một ngày hai như vậy nữa rồi Nhưng chúng ta sống chung một mái nhà Chỉ ta như vậy em cũng không vui Anh nói xem Anh đã kết hôn với em Hơn nữa chúng ta có con rồi Tại sao chị ta vẫn không từ bỏ anh chứ? Hoa hẳn tranh xoa xoa mái tóc của cô và nói Bây giờ em đang mang thai Nếu chúng ta chuyển về biệt thự Tiên Thùy Vịnh Mắt anh không nhìn thấy Anh không thể giúp em được nhiều việc Mời người bên ngoài về Anh lại không yên tâm Chúng ta ở đây Dì Lan có thể nấu đồ ăn dinh dưỡng cho em Cũng tiện chăm sóc em Mộ vì Lan nói Em không sợ sống chung với chị ta Chỉ là em không thích Chị ta đối xử với tiểu hàm như vậy Hơn nữa ban ngày chị ta đi làm Buổi tối anh cũng về Em và chị ta nước sông không phạm nước giếng Cũng sẽ không đến mức cãi nhau gì đâu Nếu anh hai vẫn còn sống Thì tốt Mộ vì Lan thở dài trong lòng anh Phó Hàn Tranh mỉm cười nói Sao lại nói thế chứ? Nếu anh hai còn sống, chị ta làm sao dám để ý đến anh chứ? Không được, ngày mai em phải nghĩ cách cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của chị ta. Cách gì cơ? Mộ vì làn đỏ mặt liếc nhìn anh, cô kéo chăn lên và khẽ nói. Cùng nhau thể hiện tình cảm không? Phó hẳn tranh chui vào trong chăn. Bây giờ anh muốn cùng em làm việc khác hơn. Lưu manh. Có cùng làm không? Hả? Bắt buộc phải cùng nhau làm. Sáng hôm sau, mọi người đông đủ ngồi ăn sáng. Tiểu Đường Đậu cầm lấy một chiếc thìa nhỏ, ăn bát yến mạch và sữa, miệng cô bé dính đầy đồ ăn, cô bé còn chu miệng cho Mộ Vi Lan nhìn. Mộ Vi Lan nói: "Này, Đường Đậu, sao lúc nào ăn con cũng như thế này vậy?" Nói xong, cô lấy giấy lau miệng cho cô bé, Tiểu Đường Đậu lại chu miệng ra, cố tình hôn lên má của Mộ Vi Lan, mặt của Mộ Vi Lan dính đầy sữa, Mộ Vi Lan giờ khóc giờ cười. "Mộ Mộ, mặt mẹ cũng bẩn kìa." Cô bé ngồi bên cạnh cười rất vui vẻ. Một vị làn bóc trứng cho cô bé. Như cũ nhé, con ăn lòng trắng trứng, mẹ ăn lòng đỏ trứng. Tiểu đường đậu mỉm cười nói, như cũ. Tiểu hàm ngưỡng mộ, thằng bé nói với hướng nam tây Mẹ ơi, con cũng không muốn ăn lòng đỏ trứng. Trẻ con không nên kén ăn. Tiểu hàm hơi thất vọng, cảm thấy mẹ mình không thích mình như thím mộ mộ thích tiểu đường đậu. Ông phó ngồi trên ghế chính giữa, nghiêm nghị hò một tiếng và nói với tiểu hàm. Tiểu Hàm không thích ăn lòng đỏ trứng thì không cần phải ăn. Hàm lượng cholesterol trong lòng đỏ trứng cao cũng không phải là tốt, giống như ông, bác sĩ không khuyến khích ông ăn lòng đỏ trứng, chỉ cần bổ sung protein thôi. Hướng nam tây cắn môi, rất rõ ràng ông phó đứng về phía Mộ Vi Lan. Tiểu Đường đậu mí môi nói, ông nội nói rất đúng, lòng đỏ trứng không bổ dưỡng cũng không ngon, Mộ Mộ đừng ăn nữa. Mộ Vi Lan mỉm cười. Mẹ không ghét ăn lòng đỏ trứng như con, mẹ không kén ăn. Tiểu Hàm vẫn ngoan ngoãn hỏi hướng Nam Tây, "Mẹ, con có thể không ăn lòng đỏ trứng không?" Hướng Nam Tây nuốt nước miếng và thốt ra hai tiếng, "Tùy con." Tiểu Hàm lặng lẽ lấy lòng đỏ trứng ra và không ăn nó. Sau khi dùng bữa xong, ông phó ra ghế sofa đọc báo. Phó Hàn Tranh cũng lên lầu thay quần áo chuẩn bị đến công ty. Trên bàn ăn chỉ còn có mộ Vi Lan, Hướng Nam Tây và hai đứa trẻ. Tiểu đường đầu nói rất nhiều Cô bé hỏi Mộ mộ, mấy ngày trước mẹ và bố đi đâu vậy? Tại sao không ở nhà? Mộ Vi lan mỉm cười nói Mẹ và bố đi du lịch Cô bé hậm hực bĩu môi nói Con cũng muốn đi Hai người đều không đưa con đi cùng Lần tới chờ mắt của bố khỏi rồi Chúng ta cùng nhau đi có được không nào? Được ạ, à, cùng ly Cô bé rất vui Cầm ly sữa trên tay cùng ly với mộ Vi lan Mỉm cười tít mắt Trông rất đáng yêu hướng nam tây nghe hai người trò chuyện trong lòng cảm thấy rất khó chịu cô ta nghe thấy mộ vi lan nói đường đậu lần này bố và mẹ đi nước ngoài lại nhận giấy đăng ký kết hôn một lần nữa hướng nam tây sững sờ tiểu đường đậu khó hiểu hỏi tại sao lại phải nhận giấy đăng ký kết hôn hai lần chứ tiểu hàm cũng rất tò mò và nói thím cháu xem tivi nói rằng chỉ có các vợ chồng ly hôn mới phải đăng ký kết hôn lại lần hai thím và chú ly hôn rồi sao tất nhiên là không bởi vì có một quốc gia có thể nhận giấy chứng nhận kết hôn thời hạn 100 năm nên mới nhận lần thứ hai. Trai tìm của hướng Nam Tây đau nhói. Thời hạn hôn nhân 100 năm sao? Hàn tranh có ý gì chứ? Anh muốn ở bên cạnh mộ vi lan cả đời sao? Sắc mặt của hướng Nam Tây tái nhợt, mộ vi lan mỉm cười nói với cô ta. Chị dâu, chị có từng nghe nói đến chưa? Giấy đăng ký kết hôn của Ireland có thể chọn thời hạn hôn nhân chọn thời hạn càng lâu, phí làm thủ tục càng rẻ. Lúc đó em nói với Hàn Tranh, muốn chọn bao lâu? Anh ấy nói muốn chọn 100 năm. Em nói 100 năm chúng em chắc không còn sống nữa, không cần thiết. Nhưng anh ấy không chịu, anh ấy cảm thấy thời hạn hôn 100 năm rất lãng mạn. Trai tìm của hướng Nam Tây lạnh lẽo, cô ta nắm chặt lấy chiếc nĩa bạc, thậm chí còn hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười và nói. Vậy sao? Tôi thật sự chưa từng nghe nói tới điều này. Tiểu đường đậu đào mắt, tính toán 100 năm là bao lâu? Mộ một 100 năm sau, có phải con sẽ thành đường đậu lớn rồi không? Hoặc là một đường đậu rất già? Mộ vi lan bật cười, xoa xoa đầu của con gái. Cho dù qua 100 năm nữa, trước mặt mẹ, con vẫn là tiểu đường đậu. Phó hàn tranh thay đồ rồi đi xuống lầu. Mộ vi lan đứng dậy, đi tới gần anh. Thấy cả vạt của anh thắt không đúng, cô áo cũng chưa chỉn chu cô giơ tay giúp anh chỉnh lại và nói anh có muốn đi gặp bác sĩ để kiểm tra lại không mắt không nhìn thấy cũng khá bất tiện mặc dù cô có thể luôn luôn làm cây gậy của anh nhưng khi anh làm việc chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi pho hàn tranh mỉm cười em chán làm cây gậy của anh rồi sao em muốn làm cây gậy của anh cả đời để anh không thể rời xa em nhưng em chẳng phải cũng đang suy nghĩ cho anh mà sau khi mộ vi lan chỉnh lại cà vạt cho anh Cô vừa định đưa tay xuống Thì anh lại nắm lấy tay cô Mộ vi lan vẫn chưa biết anh muốn làm gì Anh đã đặt tay cô lên miệng Và hôn lên tay cô Mộ vi lan sững sở Tay cô đỏ ửng. Bố vẫn đang ở trong phòng khách đấy Mọi người đều đang nhìn kìa Vào hẳn tranh cúi đầu bên tay của cô và trêu chọc Không phải tối qua em mời anh Thể hiện tình cảm với em hay sao Người đàn ông này thật là đen tối Hướng Nam Tây ngồi bên cạnh bàn ăn cũng nhìn thấy hết toàn bộ. Sắc mặt cô ta tái nhợt, cô ta nắm thật chặt chiếc nghĩa trong tay. Mộ Vì Lan rất tự hào có phải không? Cô ta ném dao nĩa xuống, phát ra một âm thanh chói tai. Cô ta ôm Tiểu Hàm và nói, Tiểu Hàm, đi thôi, mẹ đưa con đi học. Tiểu Hàm hỏi, mẹ, chúng ta không đi cùng với em sao? Nhưng hướng Nam Tây không trả lời Tiểu Hàm, cô ta bế Tiểu Hàm ra khỏi nhà. Tiểu đường đậu bĩu môi, cắn miếng bánh mì nướng và nói Thím tức giận rồi sao? Con không thích thím tức giận, rất là hung dữ. Mộ vi lan bật cười. Chắc là thím con gần đây làm việc bận rộn, tâm trạng không tốt. Con đừng có chọc thím ấy. Vậy chẳng phải là sẽ chịu khổ rồi sao? Cô giáo nói khi người lớn nổi giận, trẻ con cũng xui theo. Cô bé liếm mứt dâu bên miệng. Tiểu đường đậu thật là lanh lợi. Giờ nghỉ trưa, hướng nam tây giật mình tỉnh dậy, toát mồ hôi lưng. Cô ta đã có một giấc mơ ngắn nhưng rất thật. Cô ta mơ thấy mình và Tiểu Hàm bị một vi lan đuổi ra khỏi nhà họ Phó. Ông Phó không nói giúp cho hai người, Hàn Tranh cũng lạnh lùng đứng bên cạnh. Cô ta dẫn Tiểu Hàm rời đi trong cơn mưa lớn, không có trốn đi về. Không, cô ta không thể để mình bị động như vậy. Trước khi một vi lan đến nhà họ Phó, ông Phó rõ ràng luôn luôn đứng về phía cô ta. Ngay cả khi một vi lan mới đến, ông phó cũng rất ghép mộ vi lan và luôn luôn đứng về phía cô ta nhưng tại sao bây giờ đến cả ông phó cũng bắt đầu thiên vị mộ vi lan chứ lần trước hàn linh đến nhà làm khách khi nhắc đến việc mang thai đứa thứ hai phản ứng của hàn tranh và mộ vi lan rất kỳ lạ cô ta nghi ngờ rằng mộ vi lan đang mang thai đứa thứ hai chỉ là giấu cô ta mà thôi ông phó chắc cũng đã biết và vì đứa con trong bụng của mộ vi lan nên ông phó mới bắt đầu đứng về phía mộ vi lan Đúng là mẹ luôn được hưởng vinh hoa phú quý từ con. Nhưng tiểu hàm của cô ta mới là con trưởng. Tiểu đường đậu và đứa con trong bụng của mộ vi lan có là gì chứ? Nếu cô ta ngồi yên chờ chết, tiểu hàm của cô ta phải làm sao đây? Ông phó rất nuông chiều tiểu đường đậu. Sau này chắc chắn cũng sẽ yêu thương đứa con trong bụng của mộ vi lan. Vậy tiểu hàm của cô ta sẽ như thế nào đây? Nếu hàn dự vẫn còn sống, anh chắc chắn sẽ không để mẹ con cô ta bị đối xử bất công như vậy nước mắt của cô ta từ từ rơi xuống lòng căm thù và quyết tâm cũng trỗi dậy cho dù là vì tiểu hàm cô ta cũng phải cố gắng tranh giành các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Vợ yêu của Tổng Tài, tác giả Nguyệt Tiểu Tây qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.